Hello, hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến của Lợi Minh. Chúc anh chị các bạn và các đồng chí ở quê nhà ngày mới an lành, cũng như bà con kiều bào ở xứ người luôn phấn đấu để vượt lên, để và cùng nhau hướng về với quê hương, với tổ quốc, cùng chung vui đất nước và phát triển đổi mới hàng ngày và hàng giờ. Thì hôm nay Lợi Minh tiếp tục chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề gọi là vấn nạn của xã hội, vấn nạn hay là tệ nạn của một cái xã hội trong cái hoàn cảnh đất nước phát triển và đổi mới ngày hôm nay. Nó luôn luôn đi kèm theo vấn đề vấn nạn và tệ nạn của xã hội, anh chị các bạn. Anh chị các bạn đừng nghĩ rằng một cái đất nước phát triển đổi mới là nó sẽ đi đến những đề hoàn hảo. Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Bởi vì tôi lấy cái mô hình của nước Mỹ mà tôi lấy cái kinh nghiệm mô hình của nước Mỹ mà tôi sống và làm việc để tôi chia sẻ với anh chị các bạn thấy nó khủng khiếp lắm chứ không phải là giỡn đó. Nó muôn màu, muôn mình, muôn hình, muôn mặt và muôn vẻ. Nhìn chung cái các vấn đề mà vấn nạn và tệ nạn xã hội của Việt Nam mình ngày hôm nay, đối với tôi đó là một cái chuyện bình thường thôi. Vì ngày hôm nay con người ta họ sống và mỗi chúng ta cần phải ý thức và quyết định cái vận mệnh, cái tương lai của mình. Không có ai mà quyết định giùm mình cả. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên đổ lỗi hay đổ thừa tại chính quyền, tại cái người cầm quyền hay là tại một cái cơ quan hành chính nào của cái nhà nước đó làm cho tệ nạn xã hội nó tệ hại, nó trầm trọng. Tôi nghĩ đó là một vấn đề vô ý thức và cái đó là một cái vấn đề ngụy biện của những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp mà tôi thường hay nói. Nếu nói như vậy thì tôi nói rằng những cái vấn nạn, những cái tệ nạn xã hội của Mỹ là tại chính quyền Mỹ, là tại cái xã hội, tại cái những người lãnh đạo của đất Mỹ sao? Các bạn biết ở Mỹ này nó xảy ra những cái vấn nạn, tệ nạn xã hội rất là khủng khiếp từ mọi mặt. Từ tôi nói ngay cả vấn đề đỉ điếm cũng vậy. Nó không phải là đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nhiều khi nó trá hình nữa. Các bạn vào trong những cái chương trình nó gọi là Sugar Daddy. Đó là một cái chương trình gọi là những cái mà phụ nữ mà gọi là Việt Nam gọi là chân dài đó. Họ bán thân một cách trá hình cho những cái tay đại gia của Mỹ để đặng mà họ nuôi cái cuộc sống của họ. Họ bán thân theo cái hợp đồng để đặng mà trả tiền học hành, trả tiền những cái mưu sinh của họ hàng ngày. Như vậy có phải là lỗi của chính phủ Mỹ không? Không có, cái đó là sự lựa chọn của con người ta. Tôi nói vấn đề các bạn đi qua Las Vegas, các bạn sẽ thấy với vấn đề tệ nạn xã hội. Nó trá hình đủ mọi thức, mọi cách và mọi hình thức. Ngay cả ở trong xã hội Mỹ, ở những cái góc đường, những cái thành phố đô thị lớn, các bạn vào các bạn thấy những cái quán bar trá hình, những cái quán, những cái tiệm gọi là massage cũng vậy, trá hình. Và có những nơi nó hợp thức quá. Nó hợp thức quá. Và đó không phải là vấn đề là do tại chính phủ. Một cái chính phủ, một cái quốc gia người ta ban hành một cái luật, một cái nghị định là để răn đe cái tệ nạn. Nhưng con người và mỗi một cá nhân trong một xã hội, họ tìm cách họ lách luật, họ lòn lách và họ tạo cái xã hội nó bất ổn như vậy. Đó không phải là chính phủ. Mình không thể nào đổ lỗi tại cộng sản được. Nếu nói như vậy thì mỗi cái vấn đề xảy ra trong xã hội là cứ là tại cộng sản, đổ thừa cộng sản. Nói vậy là không có đúng. Nói vậy là hoàn toàn tôi nói với tôi là không chấp nhận gì. Nhất là những người mà ra được sống ở những cái xứ tư bản rồi lại bắt đầu mỹ dân, truyền cái thông điệp về lại quê hương bằng những cách đem những cái vấn nạn xã hội Việt Nam để đặng mà xúi dục những người kém hiểu biết, bất mãn chế độ, gây bất ổn trong một cái vấn đề xã hội. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em các bạn, chúng ta cần phải lên án những thành phần này.
phải lên án, phải vạch mặt những cái thành phần chính trị nửa mùa này, những cái loại lưu manh giả danh chỉ trí thức, những cái thành phần chính trị lưu manh, chúng ta phải vạch mặt chúng nó ra. Tôi ghét nhất những cái thành phần như vậy. Cái gì cũng đổ thừa chính phủ, ỷ không ra cũng đổ thừa tại cộng sản. Những cái trong khi đó họ đang sống trong một cái quốc gia mà gọi là tư bản. Những cái nan đề của xã hội họ không dám chấp nhận sự thật. Tôi nói ngay cả bên châu Âu cũng vậy. Họ hợp thức hóa vấn đề mại dâm, vấn đề tệ nạn xã hội để rằng họ kiểm soát. Như Red District ở bên châu Âu, các bạn biết quận đèn đỏ, phụ nữ họ bỏ trong lồng kiến họ bán. Tôi nói anh chị các bạn qua đó, các bạn chỉ lại chỉ 100 đô, 200 đô tùy theo. Nó vào đó là nó không có cho các bạn quay phim chụp hình đâu. Chứ là chỉ là làm là tại chỗ luôn. Mà người ta đâu có đứa thừa tại cộng sản hay tại chính phủ hay tại cái quốc gia đó. Cái đó là do cái sự nhu cầu cung và cầu của con người. Cho nên những kẻ nào mỹ dân lên trên mạng này mà cái gì cũng tại chính tại cộng sản, đó là sự ấu trĩ, đó là sự bịp bợm, đó là sự lừa đảo, phải lên án những cái kẻ này. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị các bạn về vấn đề tệ nạn của một xã hội. Tệ nạn xã hội Việt Nam ngày hôm nay nó là một cái chuyện bình thường xảy ra khi con người ta cái sự ý thức của họ yếu kém, hay là cái sự ham muốn trong một cái xã hội ngày hôm nay mà muốn được xã hội nó hoàn hảo, nó tốt, thì cái sự ý thức của mỗi một người cá nhân nó phải cao. Anh phải định hướng cái gì đúng, cái gì sai. Anh phải tự quyết định cái vận mệnh của anh. Chứ ngồi đó cái đổ thừa tại cộng sản. Có nhiều người bảo tôi lên đây nịnh bợ cộng sản để đặng mà lấy lòng này nọ. Chẳng có gì phải nịnh bợ, chẳng có gì phải lấy lòng. Trong cuộc sống mình phải đúng sai, phải thì nó phải, chứ không có phải mà lên trên này xảo trá bịp bợm mỹ dân. Ghét mấy cái thành phần như vậy. Cuộc sống nó cần phải thực tế và thực dụng, chứ không phải lên trên mạng này đánh cháo khái niệm, rất là tục tiểu, rất là tục tiểu. Mấy cái đám mà chính trị nửa mùa trên này tôi thấy nhiều khi rất là tục tiểu, cái gì cũng đổ thừa tại cộng sản, mà trong khi những cái quốc gia mà họ đang sống họ không dám chấp nhận, anh chị các bạn, họ không dám chấp nhận những cái vấn nạn của một cái xã hội. Thôi just drop up on me. Thank you. Nhiều khi là mình thấy rất là buồn cho những kẻ đi ra nước ngoài rồi lại có những cái cách sống nhìn về quê hương bằng nửa con mắt, nhìn về quê hương cái giống chó gì cũng nhảy vô chê, cái giống chó gì cũng nhảy vô vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết. Trong khi đó cái quốc gia mà chúng nó đang sống cũng như nồi cháo heo mà lúc nào cũng Việt Nam thế này, mày ở Trung Phá rồi đó, ở đây Việt Nam thế nọ, Việt Nam thế kia, đất nước lâm nguy thì bỏ chạy mẹ ra biển hết, làm mồi cho cá mập, xây dựng đất nước thì quay về chỉ trích, phá hoại, xuyên tạc, bươi móc lịch sử, bươi móc quá khứ, đủ thứ. Phải nói nhiều khi tôi thấy cái người Việt của mình rất là buồn anh chị các bạn. Thật ra là mình kêu gọi anh chị các bạn là những người hiểu biết, chúng ta hãy cùng chung nhau góp tiếng nói, vạch mặt những cái thành phần lưu manh giả danh trí thức, những thành phần
chính trị nửa mùa. Cái tên mà lưu manh chính trị nửa mùa cần phải bạch mặt, bập tay chúng nó. Sao tôi ghét mấy cái thành phần giả mang, nhất là mấy cái đám mà đi ra nước ngoài rồi ngày sống dân bản xứ nó cốc đầu, mà nói nhiều khi hơi quá đáng, cốc đầu chết mẹ còn xuống con chó thiệt. Con chó ở xứ tư bản nó còn có giá trị, nhiều khi thấy buồn. Tôi cho nên trên này tôi chẳng cần phải nịnh bợ ai cả, không cần phải nói tốt một chế độ cả. Tại vì tôi thấy quê hương đất nước dân tộc mình đã chịu quá nhiều đau khổ. Với sự đổi mới phát triển của đất nước hôm nay, với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, người ta lái con thuyền vận mệnh đất nước từng ngày và từng giờ để cho đất nước ngày một tốt hơn, tạo cơ hội đời sống cho mọi tầng lớp người dân có cái cuộc sống tốt hơn. Mà cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp thì cứ ngồi đó, chúng nói chỉ xuyên tạc, bới lông tìm vết, bạch lá tìm sâu, ăn tục nói phét. Tôi chỉ ước mơ một ngày nào đó lá cờ đỏ sao vàng của quê hương mình tung bay khắp nơi mọi miền trên thế giới, ở những nơi cộng đồng người Việt sinh sống, chứ không còn những cái sự tiên truyền giả dối bịp bợm của cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Những người Việt ở hải ngoại cùng chung nhau xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng. Tôi chỉ mơ ước chỉ có ngày như vậy thôi. Còn mà lên trên này để đặng mà đánh bóng tên tuổi, để được nghĩ rằng để được về Việt Nam, để được ban cho cái này, ban cho cái nữa. Xin lỗi các bạn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tôi chưa bao giờ gọi Đại sứ quán Việt Nam hay là gọi bên Bộ Chính trị Việt Nam để đặng mà kể công, kể ơn hay là kể bất cứ điều gì. Tôi đều sống, tôi về Việt Nam tôi sống cũng vậy, áp dụng theo pháp luật, sống đúng theo pháp luật và hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thấy cái gì sai, gai mắt thì lên tiếng vậy thôi. Mình cứ sống đúng theo pháp luật, chẳng có sợ gì cả, cũng chẳng có phải ngồi đó phải làm cái này làm cái nọ để lấy lòng người này người nọ cả. Nhiều khi lên trên mạng này ngồi thấy những người Việt của mình phải nói là buồn nhiều hơn. Tôi buồn là chỉ nhìn thấy họ, cái sự suy nghĩ của họ về quê hương đất nước, ngay cả về lịch sử cũng vậy. Hôm nay khi tôi nghe một người hỏi về cái câu hỏi tại sao ngày xưa Bác Hồ khai sinh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xong rồi phải rút về chiến khu Bắc Bó, một câu hỏi rất là đau lòng. Một đất nước non trẻ thì mình cần phải củng cố lực lượng chứ, một câu hỏi rất là ấu chỉ, câu hỏi cháo trận để đánh sự cháo trận cái sự khái niệm về lịch sử. Nhiều khi trên cái mạng này tôi chỉ ước mơ nhìn thấy anh chị các bạn cùng chung nhau góp phần vạch mặt cái đám dân chủ cũi, cái đám chống cộng cực đoan ô hợp, cũng như cái đám ba que xỏ lá mất dạy ở bên Mỹ này. Mấy cái thành phần này tôi rất là ghét chúng lại. Nói tới đâu là thấy bực mình mấy cái đám này tới đó. Nhưng mà nhìn về quê hương, thấy đất nước phát triển và đổi mới, cuộc sống người dân càng lúc càng tốt hơn, phải nói là một cái niềm tự hào, một cái sự khích lệ. Rất là vui anh chị em các bạn. Thôi đây là mình like bao nhiêu rồi. Và chúc anh chị em các bạn ở quê nhà luôn phấn đấu và cùng chung nhau xây dựng, góp phần xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng. Bye bye, xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.